Đặt tượng Phật trong nhà ở vị trí nào để thu hút tài lộc? Tượng Phật là một vật phẩm phong thủy phổ biến. Đặt một bức tượng Phật trong nhà của bạn có thể thu hút năng lượng tích cực. Có một vài quy tắc phong thủy bạn cần tuân theo để không xúc phạm Đức Phật. Hãy chắc chắn làm theo các hướng dẫn này và bạn sẽ sớm gặt hái được phước lành mà các vị Phật ban cho. Đặt tu ong phát trong nhà như thế nào để thu hút tài lộc? Đặt tượng Phật trong nhà như thế nào để thu hút tài lộc? Một Quy tắc phong thủy cho vị trí đặt tượng Phật. Theo phong thủy, một bức tượng Phật nên đặt ở độ cao ít nhất là ngang tầm mắt. Nhìn xuống một vị thần được coi là thô lỗ và bất kính. Tránh đặt tượng Phật gần ổ cắm điện hoặc thiết bị có bộ phận chuyển động và động cơ. Loại hoạt động này làm xáo trộn năng lượng xung quanh và sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực trong ngôi nhà. Tránh đặt tượng Phật trên sàn nhà, điều này được coi là rất thiếu tôn trọng. Nếu bạn chọn Phật cười, đừng quên xoa bụng anh ấy. Mặc dù điều này không phải là một yêu cầu, nhưng nhiều người cho rằng hoa bụng của Đức Phật mỗi ngày, bụng càng tốt, sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho tất cả mọi người trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý việc mua tượng Phật đúng cách để tránh những điều phạm kỵ không đáng có. 2. Những vị trí đắc địa để đặt tượng Phật trong nhà Đặt tượng Đức Phật đối diện với cửa trước Nhiều chuyên gia tư vấn phong thủy khuyên bạn nên đặt tượng Phật đối diện với cửa chính của ngôi nhà trên một chiếc bàn cao khoảng 30 inch. Vị trí này cho phép Đức Phật tương tác với năng lượng tích cực vào nhà bạn. Từ vị trí này, bức tượng có thể vô hiệu hóa bất kỳ năng lượng tiêu cực nào và biến nó từ hư hại thành năng lượng may mắn. Đặt tượng Phật trong phòng khách. Đặt tượng Phật trong phòng khách là vị trí phổ biến trong nhiều gia đình. Đặt tượng Phật trong nhà ở vị trí đối diện với cửa trước là tốt nhất cho phòng khách của gia đình bạn. Đặt tượng Phật trên bàn học sinh. Học sinh nên đặt Phật trên bàn học của mình. Đây là một vị trí hoàn kích hoạt nguồn năng lượng tốt lành của Đức Phật, giúp hoàn thành mục tiêu học tập của bạn. Đặt tượng Phật trên bàn làm việc Đối với những người sở hữu một doanh nghiệp, đặt Phật trên bàn làm để kích hoạt vượng khí, mang đến sự may mắn và thành công trong kinh doanh. 3. Kiên kỵ khi bài trí tượng Phật Nhung kiên kỵ khi đạt tu ông phát trong nhà. Không nên đặt tượng Phật trong phòng ngủ, phòng tắm hay nhà bếp. Không đặt tượng Phật trong phòng tắm, phòng ngủ hoặc nhà bếp. Khi đặt một bức tượng Phật hoặc bất kỳ bức tượng của một vị thần, hãy chắc chắn rằng vị trí đó thực sự là một sự tôn kính. Điều này có nghĩa là bạn không bao giờ nên đặt Phật trong phòng ngủ, phòng tắm hoặc nhà bếp. Tránh đặt tượng Phật gần ổ cắm điện. Tránh đặt tượng Phật gần ổ cắm điện hoặc thiết bị có bộ phận chuyển động và động cơ. Loại hoạt động này làm xáo trộn năng lượng xung quanh và sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực trong ngôi nhà. Tránh đặt tượng Phật trên sàn nhà. Tránh đặt tượng Phật trên sàn nhà. Điều này được coi là rất thiếu tôn trọng. Đọc thêm, kiên kỵ khi bài trí tượng Phật trong nhà. 4. Một số tượng Phật phổ biến được dùng để bài trí trong nhà. Tượng Phật cười. Mặc ra phong thủy có thể khác nhau về vị trí tốt nhất cho một bức tượng Phật, nhưng một điều tất cả họ đều đồng ý là bức tượng Phật cười là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ ngôi nhà nào. Có thể khó tạo phong thủy cho cuộc sống của bạn, nhưng mua một vị Phật cười là một trong những khía cạnh dễ dàng hơn khi sử dụng hình thức thiết kế nội thất này đức phật đặc biệt này đại diện cho cả hạnh phúc và sự giàu có đặt tượng phật trong nhà sẽ giúp bạn và mọi thành viên luôn mỉm cười tránh xa mọi rắc rối chính vì thế mà đức phật cười còn có biệt danh là đức phật hạnh phúc tượng phật di lạc ngũ phúc tu ông phát di lạc ngũ phúc tượng phật di lạc ngũ phúc bức tượng đức phật cười này có 5 đứa trẻ xung quanh đức phật mang lại niềm hạnh phúc vui tươi bức tượng thể hiện tầm quan trọng và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mầm non tương lai của đất nước hãy đặt bức tượng này ở khu vực phía Tây, con cháu may mắn, để mang lại hạnh phúc và sự may mắn giàu có cho con bạn. Bạn cũng có thể đặt tượng Phật này ở phía Đông để thu hút may mắn về sức khỏe cho gia đình bạn. Bạn có biết tại sao người ta thường nói nam đeo quan âm, nữ đeo di lạc? Tượng Phật cầm tiền. Vui vẻ và hạnh phúc, vị Phật đặc biệt này giống như ông già Noel của vũ trụ và theo phong thủy, vị Phật này sẽ mang đến mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình bạn. Tượng Phật cầm hồ lô. Quả bầu hồ lô mang lại cuộc sống lâu dài và sức khỏe tốt, là liều thuốc phong thủy tuyệt vời cho những gia đình mong muốn duy trì một cuộc sống khỏe mạnh. Vị trí lý tưởng là khu vực phía đông, hãy đặt bức tượng Phật này ở phía đông để tăng cường may mắn và triển vọng cho cả gia đình. Tượng Phật với thỏi vàng. Bức tượng này đặt ở khu vực phía bắc giúp thúc đẩy năng lượng tích cực, đem đến sự nghiệp thành công mỹ mãn, hoặc phía đông nam sẽ mang đến sự giàu có bền vững bạn cũng có thể đặt tượng ở khu vực phía đông thu hút để kích hoạt sự may mắn về sức khỏe đây là vị trí tốt để đặt tượng phật trong nhà